Sau hơn một ngày xử lý, đến khoảng 10 giờ 30 phút hôm qua, ngày 14 tháng 1, phần cành cây cổ thụ bị gãy đổ đè trên mái nhà số 217 đường Phan Chu Trinh, thành phố Buôn Ma Thuột đã được đưa xuống an toàn. Các lực lượng liên quan cũng đã xử lý hiện trường và phục hồi hiện trạng lưới điện và cáp quang. Trước đó, vào lúc 7 giờ 19 phút sáng ngày 13 tháng 1, cành cây đa nhiều năm tuổi bị gãy, ngã đổ, khiến một phụ nữ bị thương khi đang lưu thông trên đường Phan Chu Trinh. Hiện nạn nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh. Thân cây đổ cũng đè sập một phần cửa hàng và làm hư hại nhiều biển quảng cáo của các căn nhà bên cạnh, gãy một cột điện và làm đứt nhiều đoạn cáp quang. Được biết, người dân nơi đây đã nhiều lần kiến nghị xin chặt hạ cây khi phát hiện thân cây mục rỗng để đảm bảo an toàn cho người dân.